Chúng ta đang ở những phút cuối của chương trình ngày mới với phần cập nhật giá cả một số mặt hàng nông sản như là muối, hồ tiêu và heo hơi trên thị trường. Thị trường gia cầm đang ở mức ổn định giữ nguyên giá bán so với thời điểm đầu tuần. Giá gà mía vẫn ở mức từ 72.000 đến 75.000 đồng một ký. Gà Minh Dư là 49.000 đến 52.000 đồng một ký. Gà ri khoảng 48.000 đồng một ký và gà nòi là 67.000 đồng một ký. Giá dịch dao động trong khoảng từ 46.000 đến 53.000 đồng một ký. Thành phố Cần Thơ là nơi có giá dịch cao nhất cả nước và thấp nhất là Đắk Lắk. Còn thành phố Hồ Chí Minh giá dịch ở mức 51 000 đồng một ký. Giá heo hơi trên thị trường ba miền hiện không có biến động và đang ở mức 47 000 đến 51 000 đồng một ký. Tại miền Bắc giá heo hơi đang đi ngang, trong đó giá heo hơi thấp nhất khu vực 48 000 đồng một ký. Ghi nhận tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình 50.000 đồng một ký là mức giao dịch heo hơi cao nhất tại Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, 47.000 đồng một ký là mức giao dịch thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh. Cao hơn một giá ở mức 48.000 đồng một ký gồm có Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi 50.000 đồng một ký. Tại các tỉnh miền Nam, mức giao dịch cao nhất khu vực là 51.000 đồng một ký tại An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau và Bạc Liêu Ngược lại, tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá heo hơi vẫn đang ở mức 48.000 đồng một ký, thấp nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định từ 49.000 đến 50.000 đồng một ký. Mặc dù giá tiêu tại thị trường thế giới đang tăng nhẹ ở Indonesia, nhưng giá hồ tiêu trong nước lại quay đầu giảm nhẹ về mức 63.500 đến 66.000 đồng một ký. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu giảm nhẹ xuống mức 64.500 đồng một ký. Tại Gia Lai giảm 500 đồng, Giao dịch ở mức 63.500 đồng một ký. Tại Đồng Nai, giá tiêu không đổi, thu mua ở mức 64.000 đồng một ký. Tại Bình Phước, giá tiêu tiếp tục giao dịch ở mức 65.500 đồng một ký. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu giữ ở ngưỡng 66.000 đồng một ký, mức giá cao nhất cả nước.